nghe người ta sắp hàng mà chạy mà xăng không có đổ, sao có đổ rồi nó chết máy dọc đường, chết hơn nữa. Cho nên bây giờ chính phủ ra lệnh là nếu ai chạy kịp, ai chạy chịu chạy đi tránh bão thì thôi, không nếu làm mà lỡ mà ở lại thì phải đeo cái bảng tên trước ngực á, để rủi có gì là lấy xác, biết xác của ai gì. Nó ghê quá, tôi chưa thấy trận bão nào mà dữ dằn vậy. Trận bão này nó là kinh hoàng từ cả trăm năm nay chưa có mà. Mà nghe nói vụ mà nếu chưa gì mà báo thì thấy ghê quá. Báo nếu bây giờ ai không chạy thì phải đeo cái bảng tên trước ngực, thấy ghê quá. Dạ anh nói vậy giống như cái chết đó, coi như việc chuyện chơi trò chơi của ông nha. Bây giờ thiên tai nào tới người đâu tránh khỏi, đây là cũng là cộng nghiệp á. Nếu Đức Thế Tôn mà tại thế thì mình biết được coi cái nghiệp gì, thấy không? Còn Đức Thế mình đâu có dám nói, mình nói chắc chắn được, nhưng mà cũng là cộng nghiệp, mà cũng cầu nguyện cho cái pháp màu nào đó nó quay ngược đi. Chứ nghe nói về tội quá. Mà tối là điện qua Ách Anh Tà thì mấy cô nói rằng sao bây giờ họ cũng không chịu đi nữa. Họ chứ hồi xưa đó là vậy, là họ dồn Ách Anh Tà để mà tránh dữ lắm đó. Mà sao một số người giờ họ không chịu đi. Giống như cái đây là giống như trong kinh cũng có nhiều bài kinh nói đó. Giống như cái giờ phút họ lại để trải nghiệm là sao đó. Họ không đi, họ nhất quyết không đi á. Bây giờ giống như hồi xưa có những cái thời Đức Thế Tôn, có những cái hoàn cảnh đâu phải thời nay mới có đâu cụ ông. Thời Đức Thế Tôn đã có rồi, mà nếu bây giờ mà họ chạy cũng không kịp nữa rồi. Nếu như thật sự là bão thiệt như dự đoán, như dự báo khí tượng, bây giờ xăng không có lấy gì đổ xe chạy, bây giờ giờ đẹp máy bay đem tới rước cũng không kịp nữa, cũng không được nữa, thấy không? Cái giống như là cái nghiệp nó tới rồi phải chịu sao? Thì giờ chỉ cần cầu nguyện cho nó trong, nếu trong cái nhóm mà cái vùng đó nó có những cái vị gọi là chứng thánh quả gì đó, hay là Bồ Tát hay là thánh nhân nào đó thì cứu vãn được thôi. Chứ mà nói như thánh nhân cứu cũng được, nếu một người hai người không đủ lực mà cứu nữa. Đây đâu phải riêng Florida rồi, xong cái nó tới vùng khác nữa. Bây giờ đang tin tức đổ dồn về Florida nước Mỹ, chứ còn nghe nói Việt Nam giờ cũng đang mưa bão dữ dằn lắm nữa kìa. Nhưng mà giống như cái bên nó nhẹ hơn, họ không đổ dồn mà ai cũng dồn dù 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 ngày mai nè, nó sáng mai là giờ này là biết coi như là cái bão như thế nào liền. Nó lạnh, sáng nay là đường nó lạnh kỳ cục lắm, nó lạnh mà nó lạnh buốt khiếp đảm kỳ cục lắm. Ý là mình sao lại Florida xa đó, thấy không? Thôi giờ cái nghiệp chúng sinh giờ mình phải chịu, chứ giờ biết nói là sao giờ đây. Cái cầu nên tối qua cứ nằm cái hồi hộp hoài, trong tới sáng thì sáng mà chưa nghe tin tức gì cũng mừng, rồi quan trọng là ngày mai, sáng ngày mai. Nhưng mà nó vô tới đó, vô rồi, vô tạm thời gần tới bờ rồi. Từ lễ sao tới sáng rồi xuống khoảng 50 mấy độ, tối đó là nó xuống khiếp đảm rồi. Nó nào mới ra làng vụ nóng, giờ bắt đầu tới lạnh, tới sáng chạy buốt mặt luôn. Không phải đâu, có nghĩa là nó xuống lạnh lẹ đâu, dù chỉ ngày hôm qua 7 mấy độ, ai ngờ bữa nay xuống còn 6 mấy, đâu có nghĩ là nó lạnh lẹ mà đi lấy áo ấm.
thị trấn bão Newton chuẩn bị tấn công bão Florida vào chiều ngày hôm nay thứ tư. Nhưng vừa qua chỉ lắm trước một cách khuất thuộc đảng Cộng Hòa ở North Carolina đã đưa ra một cái tin bố vào ngày hôm qua là phát trần những cái thông tin tin tưởng thái quá, nói rằng là FEMA đang ngăn chặn những cái chiếc xe vận tải chở hàng quốc tế rồi từ bỏ cái nỗ lực để mà cứu trợ để sang phẳng cái thị trấn miền núi Chimney Rock và sắp hết tiền. Và hơn thế nữa, FEMA cũng đã thành lập ra một cái trang web để mà phát trần những cái thuyết âm mưu này. FEMA cho biết là ngày hôm qua rằng là cái khoản hỗ trợ của chính phủ liên bang cho những cái người sống sót sau cái thảm họa của cái trận bão Helene khiến cho 236 người thiệt mạng, chết tình đồ các sự bắt hết đi, đã đạt lên tới mức hơn 286 triệu Mỹ kim. Ôi trời ơi, cái tình đồ đã gửi khoảng nửa triệu một cái tấm bản 210 chiếc máy phát điện, 16 triệu đô bữa ăn và những cái nhu yếu phẩm khác đến những cái khu vực này. Là ngày hôm nay nó lạnh đâu, hay là nó lạnh khiếp luôn. Đâu bởi vì là nghĩ hôm qua sáu đi, hôm qua bảy mấy thì mình nghĩ bữa nay đâu đến nỗi dữ gì, đây nó xuống 61 à. Cái số tiền đó đặc biệt là đề cập đến cái khoản thanh toán một lần mà mọi người có thể nhận được cho các nhu cầu trước mắt như là mua thuốc hoặc là thức ăn cho trẻ em. Mọi người cũng có thể nộp đơn xin một loạt những cái hình thức hỗ trợ khác, chẳng hạn như là tiền thuê nhà khi họ phải di dời hoặc là tiền để mà cất những cái đồ đạc trong khi sửa chữa nhà cửa. Cái ngồi đi cũng cứ ngồi tầng hai. Có những cái điều nhiều như vậy và bây giờ thì người ta sợ rằng là cái trận bão Newton sẽ tàn phá khủng khiếp, là bởi vì cái số nhân mạng có thể sẽ tăng lập, bởi vì đó là cái khu vực Tampa Bay là cái khu vực có đông dân sống rồi đây nè. Cái thành phố này không là đã có 3 triệu người rồi. 3-4 triệu người thành phố đó mà nếu mà như dự đoán nạp vô là không cái xác cái đó cũng như lạ nghe. Những cái sự tàn phá về trên mặt chắc chắn sẽ xảy ra cao hơn. Anh Đăng Hoa. Không có cơ phần gì để vượt qua những cái bất lợi đại công ty kỹ bảo này được biết. Dạ. Sáng ngày mai hả? Sáng ngày mai nạp vô rồi sao nè? Ra mắt những cái chiếc điện thoại đêm nay nó tới rồi. Dạ thì phải sáng ngày mai giờ này là mình biết cho nó mạnh hay nó yếu như thế nào. Loại bỏ cái mà tối nay là hồi hộp không ngủ á, ngủ gửi tổng thống rồi nè. Thì ai cũng sợ đó, cũng theo mấy chứ cũng lo chứ. Nghe nói vậy. Thành ra những cái điện thoại nó đi kèm với những cái đánh mời. Nhưng bây giờ nó lại là chạy không kịp. Bởi vì họ xăng không có là chạy giữa đường làm sao? Thay là bám nó lại. Cái tính là kiểu chỗ. Trong khi xăng bên đây thì nó quá dư. Mà mình bảo được tiếp qua không được. Sao vậy? Đúng hả? Cái này là tháng quen và sau đó của hôm trước đi, sẽ cho các những vị rất là quan trọng với những cái sự thay đổi như là những cái chiếc điện thoại iPhone rồi iPad rồi những cái máy MacBook vào tháng 9 và tháng 10. Tuy nhiên theo những cái nguồn tin cho biết rằng là cái kế hoạch này dường như sắp kết thúc. Đại công ty Apple hiện có khá nhiều những cái sản phẩm bao gồm như là iPhone, iPad rồi MacBook hoặc là AirPods. Việc mà thay đổi và nâng cấp tất cả theo bây giờ những có những cái qua mạng thì họ mua đồ không còn bao nhiêu nữa đó. Theo nhiều người họ nhận xét và điều họ mua không có đúng. Ví dụ như bây giờ nhưng mà cái giấy vệ sinh đi, giờ cái giấy vệ sinh giờ không có còn nước phải không? Đâu có gì nó đỡ phải giấy gì đâu. Rồi Mỹ thì mình không sợ đói đâu, tại vì thật sự ra cái bánh mì với lúa gạo mạch mà yếu mạch rồi thì không sợ đói rồi. Chứ thịt cá thì không sợ, nó cũng không có đổi nào. Nó nghe chỉ cái là cái sợ nó mất điện, mất điện á. Thì nó kẹt là mất điện, ví dụ lạnh thì mấy người lớn tuổi chịu không nổi. Nhưng mà giờ ai cũng có phòng thủ hết rồi. Phòng thủ cái, ủa? À đúng rồi, máy hết rồi rồi phòng thủ hết trơn rồi. Chắc điều này đòi phải đi mua cái máy kia, máy phát điện quá. Cô thầy lớn lắm sao mà phải mua phải phát điện. Dạ. Cô thầy lớn lắm mà. Cái chỗ trọ hả? Dạ đúng rồi, nếu không có máy phát điện thì mấy cái tủ lạnh nó bị hư, nếu mà lại cúp điện á. Chứ qua mất là cụ qua bảo không mát điện còn chịu nổi. Sẽ ngồi lại chung với nhau mua cho cái cụ xài cụ sao để chắc nó 400-500 à.
mùa hạ thì đó là đổi tháng 11 nó có chuyện gì đấy. Bây giờ thì cuối năm nó bạo vô cảnh bão nữa mà. Trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, điều đó thì đã tạo ra một số những tình huống khá là khó xử cho công ty. Mà chưa thấy cái báo dự báo nào mà nó mạnh như dự báo này ha. Báo liên tục, báo đài, báo đủ thứ mà vậy mà bà con cũng không chịu chạy, hay hoài chạy không kịp là có nhiều lý do lắm. những cái chương trình mới nó bớt cái sự chết chóc á, tội nghiệp quá. Nghĩa mà nếu mà mấy triệu con người ta lo đi ra mà nếu nó gì cái như rà chết nữa, bởi bảo hiểm năm nay bảo hiểm Mỹ luôn, nó giàu xấu mình ha. Chuyện này tới chuyện kia. Ở qua từ quận này nó báo là không có ai được đốt lửa nữa này. Nó báo trong sự mail đó. Nó cấm không có ai đốt lửa, nó sẽ phạt rất lớn. Đốt lửa, đốt lò hả thầy? Đốt lửa, khi đốt cái gì cây cối rồi. Đốt là trời hả? Dạ, nó cấm thì nó không biết dịch ra, nó gửi cái mail gì đó. Nó nói là tất cả người ở quận Hàng Kha Rít này là không được đốt cháy. Đốt cháy nếu mà đốt thì nó phạt rất là lớn. Nhiều khi mình có những cái cây mục á, sau mùa đông mình phải đốt cho rồi để sợ nó ấy thành ra lá rụng luôn nè. Là rất hết đau ha. Dạ. Giống như cái hồi mới nó đau ha cô ha. Dạ. Hồi mới mình là dịp kỳ đau lắm phải không? Dạ. Cũng hơi đau, cũng quen rồi, con được từ đó giờ rồi. Dạ. Nhưng mà về gì thì nó rãng. Dạ. Được đau đầu rồi, con quýnh quá rồi. Trời, con được dịp cho nó bớt rồi trời. Có cái rượu ăn rượu đau hôm trước thì sẽ nó ấm. Dạ. Hôm trước thì sẽ nó ấm. Dạ dạ. Chắc hôm nay là phải mua cái màn, mua cái trang điện cho cụ rồi. Ăn cho cụ cho nó an tâm, nó ấm, nó ấm nữa. Cái trăng á, dạ. Trăng nó có điện đó. Trời có, bởi nó không biết là cho ai rồi, không biết. Để coi.